Hello anh em nha. Hôm nay mình cho anh em xem hai cái mẫu côn. Ok, hai mẫu côn biểu diễn. À, côn này rất là nhẹ nha các bạn. Côn này chỉ 200 g thôi để dành cho các bạn tập biểu diễn. Ok. Biểu diễn thì nó sẽ có hai mẫu như thế này, mẫu côn trơn, đầu trục xoay. Ok chưa? Đầu trục xoay. Và khi mà biểu diễn thì các bạn có cần tới cái loại là để nó kêu kêu len keng chuông len keng thì nó sẽ không có đầu trục xoay. Đây. Hiện tại hai mẫu này nó bằng trọng lượng nha các bạn. Nó chỉ khác nhau chỗ đầu trục xoay. Đó. Giá trị giá cả thì là bằng nhau. Các bạn xem này, tại sao lại thích len keng này. Đó. Thấy chưa? Khi mà các bạn tập biểu diễn nó sẽ có cái tiếng phát ra tiếng chuông len keng rất là tuyệt vời ha. Thì tăng thêm cái độ biểu diễn của mình, cái bài biểu diễn của mình nó được thêm phần hấp dẫn ha. Còn cái này thì không kêu len keng bình thường ha. Đó, nó bình thường thấy chưa? Thì các bạn thích loại nào thì các bạn sẽ chơi loại đó ha. Rồi. Đây các bạn. Thì đường kính của cái con này chỉ có 2,2 cm. Đó, khá là nhỏ, khá là vừa tay để chúng ta biểu diễn ha. Rồi, đây các bạn, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái cân nặng của nó nha. Đây. Đây, đây là cái cân mini. Đó, các bạn nhìn nè, nửa ký nè, 1 ký, 2 ký đó. Đó, 0.1 ký rồi ví dụ vậy. Thì bây giờ mình sẽ cân nè các bạn. Đây. Đây, đó. Ok chưa? Cặp này là gần 200 gram các bạn, là gần như là 190 đó các bạn. À, 190 đó các bạn. Đấy. Và cái này cũng như vậy. Cái chuông len keng đây, cái chuông, con chuông. Này là mình gọi là con chuông biểu diễn ha các bạn ha. Cái chuông len keng. Đó, ok chưa? Đấy cũng khoảng tầm 190 tới 200 gram đó các bạn. Đấy, không mình như lúc nãy mình có nói cho các bạn đấy. Ok. Đây, ha. Tất cả đều là inox nha các bạn. Ok. Rồi, bạn nào quan tâm tới những cái dòng sản phẩm về côn nhiệt hút thì bên mình có côn nhiệt hút lắp gậy, côn nhiệt hút biểu diễn, côn nhiệt hút rút gọn, cũng như là côn nhiệt hút lắp gậy cao cấp, côn silicon, côn bọc mút dành cho các bạn mới là gì hết, đầy đủ cho các bạn luôn. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha.